còn điêu đi. Phương này mùi kiếp sống chỉ nhận nhưng không quên dệt mơ ước. Ước ngày nào quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đường thăm mò. Và phương đó em ơi có gì vui xin viết thư về cho anh. Thương bơi đầy đến nay trên đồn vắng, thương em anh thương nhiều lắm, em mời viết cho chồng tình lẽ đi. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube Zika Audio của chúng em. Và vừa rồi em có thử một đoạn karaoke trên bộ mic mang thương hiệu WeWood, model là SE68, một dòng mic cao cấp của thương hiệu WeWood. Với cái dòng mic này thì để em zoom máy quay lại gần một chút xíu nhá, và giảm một chút volume xuống để em giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm mic không dây cao cấp của WeWood mà hiện tại đang có mặt bên showroom của Zika Audio của chúng em. Vâng ạ, đây là cấu hình mặt trước của chiếc mic SE68, một chiếc mic em xin gọi tắt luôn cái model của nó nhé. Một chiếc mic SE68 này hiện nay đang có mặt bên chúng em, dòng mic cao cấp của WeWood, sở hữu những cái đường nét thiết kế rất là sang trọng. Hai màn hình thì cũng không màu mè cho lắm, không cần phải màu mè để hiển thị đầy đủ các thông số. Tông chủ đạo là trắng và đen ở cái màn hình này nhé, để hiển thị đầy đủ các thông số như là đây, sóng và từng tay mic này. Và khi chúng ta bật tay mic lên sẽ hiển thị sóng khỏe yếu, nó sẽ hiển thị tất ở đây. Và có những chế độ như là lock này, khóa sóng này, và giải tần này, và báo hiển thị pin. Và sang bên này thì được trang bị những cái nút chức năng, thì có luôn cả đèn led bên trong. Đèn led bên trong này để cho chúng ta như là đây, hai cái này nó sẽ chỉnh to nhỏ và dung lượng của từng tay mic một. Bên này sẽ là setup, bên này sẽ mã UP này, UP này để IRUP này để chúng ta dò sóng tự động nhé. Khi mà tay mic bị lệch sóng, chúng ta sẽ ở kênh bên này, nó sẽ là kênh bên này là kênh B và kênh bên này là kênh A, thì chúng ta dò sóng chúng ta chỉ cần ấn UP này là chúng ta set, là đưa cái tay mic vào cái mắt hồng ngoại này để chúng ta dò, chỉ mất trong khoảng 5 đến 10 giây, chưa đến 5 đến 6 giây thôi là đầu mic và tay mic đã khớp lệnh được với nhau. Và chúng ta sẽ ấn lock. Những cái thao tác này là nó sẽ tự động auto hết nha các bác nha. Còn nói thêm về chi tiết về cái tay mic thì em sẽ để máy quay đứng yên nha. Rồi. Chi tiết về cái tay mic thì như các bác biết đó, hoàn thiện toàn bộ bằng nhôm, được gia công rất là đẹp và sơn một cái màu xanh chuẩn. Sơn cái màu xanh chuẩn quân đội luôn. Cái này là đúng là độ bền chuẩn quân đội. Pin thì pin tiểu, bị sử dụng như pin tiểu thông thường. Nếu các bác mua, có điều kiện là mua thêm bộ pin sạc nữa thì dùng quá tuyệt vời. Con này thì được sản xuất design tại Made in Thái Lan nhé, là xuất xứ tại Thái Lan, và công nghệ và cũng như là thương hiệu của Mỹ và đặt nhà máy bên Đài Loan. Cái đầu mic này đấy sẽ không tháo ra vì nó sẽ có con ốc lục rác ở đây, thì em cũng không tháo ra, tháo ra sẽ mất tem niêm phong. Đây, chế độ khóa đây, khóa đây thì chúng ta không cần phải động vào vì nó sẽ auto tự động hết. Các bác có thể check mã ra cái đơn vị và nhận chính thức để phân phối ra thị trường. Và bên chúng em thì cũng là đại sứ của thương hiệu WeWood này rồi, từ các mặt hàng như là đẩy, vang, loa cho đến mic. Rất là nhiều các sản phẩm của thương hiệu WeWood bên chúng em là đại sứ đó. Và nói thêm về cái con này, nó được ứng dụng cái công nghệ phủ bạc nano ở cái phủ mic nhá. Em nói rất là nhiều lần nhiều chi tiết. Cái con này thì được cái công nghệ phủ bạc nano. Những cái hạt nano li ti để nó kháng khuẩn, chống ẩm mốc, và đặc biệt là nó khử kháng khuẩn thì nó giúp cho chúng ta sử dụng. Thường thường mic chúng ta sẽ hát, các bác kinh doanh thì biết đấy, rất là nhiều người hát, hoặc hát gia đình thế thôi, bạn bè người ta hát nhiều khi nó bị văng độ ẩm, mà nó sẽ bị vào đây, nó nếu mà không có cái công nghệ đó nó sẽ rất là hôi, ẩm mốc và gây ra sinh bệnh qua đường hô hấp. Các bác sử dụng cái bộ mic này hoàn toàn yên tâm nhé.
khi cái công nghệ này đã được ứng dụng trên bộ mic cao cấp của WeWood này. Và đặc biệt là cái bộ mic này thì được trang bị đầy đủ các tính năng thông minh như là tự động ngắt này và cảm biến gia tốc này đó, và chế độ tiết kiệm pin. Thường thường những cái bộ mic cao cấp mà tiếng mic nó sáng nó nhẹ thì thường thường rất là hao pin, nhưng mà riêng đối với cái dòng mic này thì rất là tiết kiệm. Và con này nó có cái chế độ, em hướng dẫn đến chế độ mà chúng ta có thể tắt đi bỏ được cái chế độ là tự động auto tắt. Các bác nhìn em hướng dẫn như thao tác nhá. Em đang lắp pin trái rồi, chuyển sang tay mic này. Các bác có thể nhìn nhé, khi chúng ta đây hiện tại đang mặc định là chế độ tự động ngắt trong vòng khoảng 3 giây nếu chúng ta không động vào nó, thì chúng ta muốn tắt vào cái chế độ đó đi, với nhiều cái mục đích sử dụng là để mic mà chúng ta không cầm tay vào để trên một cái giá thì chúng ta có thể tắt bỏ cái chế độ đó đi, đó là ấn vào đây và giữ đây. Đấy, các bác tiếp tục nhá, vẫn cứ đấy như thế này, đấy như thế này là nó đã tắt vào cái chế độ tự động ngắt rồi. Còn các bác muốn khởi động lại thì các bác vẫn ấn vào cái nút nguồn này và giữ cho em, giữ vài giây. Đấy, tắt đèn đi xong là sáng đấy. Đấy, tiếp tục rồi, ok, nó đã on, lại khởi động được lại cái chế độ đó rồi. À, với những cái sản phẩm như thế này hiện tại bên Zika chúng em đang phân phối bán ra thì có cái giá tri ân, đó là chỉ có 2.800.000 đồng. So với cái thời gian trước thì bộ mic này giá nó rất là cao, nó trên 3 triệu cơ, 3.500.000. Thì hiện nay bên chúng em đang bán phân phối ra thị trường một cái giá ưu đãi, đó là 2.800.000 đồng. Và mọi chi tiết các bác muốn liên hệ đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline của chúng em, đó là 0963889192 và 0965503357 để được tư vấn thêm về cái sản phẩm này. Và tất cả những cái sản phẩm khác liên quan đến thiết bị âm thanh số về karaoke gia đình cũng như chuyên nghiệp nhé. Và hãy ấn subscribe, đăng ký kênh YouTube Zika của chúng em để đón nhận những cái sản phẩm mới về bên chúng nhé. Chúng em giới thiệu ra thị trường và quảng bá đến tận các bác. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ.